bảo bạn ấy nhảy lên. Đây bế, đây ôm như này. Rồi, giang hai chân ra. Rồi. Chúng khét đấy nhờ. Đẹp quá. Tuyệt vời. Nào xin mời. Bế nhẹ mà đúng không? Một. Tớ là. Tớ là Việt Anh, sinh năm 2004 ở Hà Nội. Tớ vừa ghép đôi một lần nhưng toang rồi. Thì giống nhau mà. Chỉ có mối quan hệ mờ mờ với ai không ạ? Chị xin lỗi nhá. Cậu rất xinh, với cả chiều cao khá hợp với tớ. Sao mày khá? Để em bắn thính cho. Ăn đu. Rồi em bắn đi ạ. Gọi bạn là một cơn mưa. Vì tớ đã lỡ say xưa mất rồi. Ôi, chất như ghét thức anh ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với SBX Entertainment. Và ngày hôm nay thì có một điều rất là đặc biệt, đó chính là mọi người nhìn thấy gì không ạ? Đây là quà. Ngày hôm nay nếu mà những ai mà đăng ký ghép đôi, kể cả mặt được hay là không được nhá, đều có phần quà mang về đến từ nhà tài trợ của 360 Boutique. Quá tuyệt vời. 360 Boutique có rất nhiều đồ đa dạng, từ outfit nào outfit kia có hết. Nói chung để cho mọi người mix match được ấy. Được. Và thương hiệu 360 Boutique thì gồm có 11 cửa hàng chuẩn bị khai trương cửa hàng thứ 12 tại Quang Trung, Hà Nội. Shopee Mall 360 Boutique cũng được ưa chuộng hàng đầu hiện nay. Nâng tầm phong cách, đừng quên 360 Boutique. Các bạn có muốn đăng ký tham gia ghép đôi không ạ? Mang được quà về này, được người yêu về, mà kể cả không được nhá thì vẫn có quà mang về đấy. Đúng, đúng, quá chuẩn luôn. Bây giờ tìm người chơi đầu tiên luôn nhá, để xem ngày hôm nay có những ai được tặng quà. Yeah, bắt đầu, let's go. Có ai ghép đôi không ạ? Ôi trời ơi. Thấy quà là vào luôn đúng không? Vào luôn ạ. Sao mày khá? What the hell? Điều kiểu gì? Có ai muốn ghép đôi không ạ? Có ai muốn ghép đôi mình không ạ? Em ơi, chẳng có ai ghép đôi mình nhở? Thôi mình lại đi tìm người khác vậy. Ồ, có ai không ạ? Em mọi người cứ nhìn cái gì ấy? Nhóm này có ai chưa có người yêu không? Đây, 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 đây. Đây à? Đợi, 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 từ từ. Sợ, đéo chịu. Đúng rồi đây, chờ săn tí đâu có gái vào. Ok. Đâu đâu đâu. Ui ui ui. Đợi chừng một tí. Ăn đu. Hey, hey, hey. Cái em có người yêu chưa? Có rồi á. Thật đâu? Thật đâu? Đâu người yêu đâu? Ở nhà. Ở nhà. Cái xe nhờ. Ơ kìa. Điêu rồi. Điêu. Mày đừng có bốc quét. Giờ đi. Mấy bạn này kiểu bị ngại ấy. Nào thấy bạn này có người yêu chưa? Sau một hồi tôi truy tìm, tôi không tìm thấy đối tượng ghép đôi luôn ạ. Nhưng mà đằng xa xa kia có một cô bé rất là xinh xinh. Ô đâu rồi, trốn đi đâu rồi, vừa mới nhìn thấy xong. Đâu rồi, đây 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 đây. Để tôi xem là có người yêu chưa nhá. Em. Ôi, đi vào đây nào. Ôi trời ơi. Nhỏ thế. Trời ơi, em có người yêu chưa? Quen em chưa. Ơ nhưng mà nhìn quen quen rồi, như ghép đôi bên kênh mình rồi đúng không? Em ghép đôi chưa? Em ghép rồi ạ. Thế nhưng mà nào, mở trang ra xem nào. À, số của Mỹ Hoàng. Số của Mỹ Hoàng. Ôm được gái. Ôm được gái. Ôi, ôi. Ôm được gái. Ôi, ôi. Ôi, đây anh nói đùa thôi mà. Mình thì mình không biết thính rồi. Nói thật, nhà mình giàu. Nào, vào đây. Nó sao mà nó cười, nó cười như này thế. Em quay lưng vào khán giả. Nhưng mà ghép đôi lần sau sau rồi, thành công mà. Dạ không, thành công rồi. Đi ra chồng. Làm sao ghép đôi được chứ, làm sao? Kiểu là về, không kiểu là không, không có liên lạc với nhau ấy. Okay. Làm sao chị chưa hiểu cái vấn đề ấy, không nhắn tin với nhau à? Vâng. Thế thôi nhá, hôm nay chị sẽ ghép đôi cho em với một người khác. Nhá. Quay vào. Đi. Thôi đi vào đây. Em không ghép đôi thì cũng đi vào đi. Mình chỉ cầm tay em tình với đi vào. Thật là tuyệt vời. Nào em giới thiệu bản thân mình nào cho mọi người biết nào. Nói chung là cứ thoải mái ra. Bảo đôi kia cũng toang rồi mà, từ lâu rồi đúng không? Quay từ lâu rồi mà, giờ có ai ở đâu, có ai ở đây biết em ghép đôi rồi đâu. Có sao đâu, cứ tìm người yêu thôi. Đúng, xinh gái nhở. Tại em đợt trước em chưa được ghép đôi cho bạn ấy chứ. Mày đứng gần vào đây sợ tao ăn thịt mày à? Sợ. Nào nói chuyện nha. Ok, bắt đầu đi ạ.
Nào em giới thiệu bản thân mình cho mọi người biết nào. Em tên Thanh, em 24 ạ. Hiện tại em ở Hải Phòng ạ. 15, 16, Hải Phòng, chào anh em nha. Em là cao 1m37 á. 47 á. Lùi vậy. Lùi thì sao? Lùi lại sao? 47 thật? Thật à? Em cũng không đo nên là em cũng không nhớ rõ kiểu cao của mình ấy. Anh nhỏ nhỏ xinh xinh như này chắc là nhiều người thích lắm ấy. Kiểu nưng nưng, thích thật ấy. Hả? Em hơi run ạ. Em hơi run à? Trời ơi, không có gì để run. Em chỉ cần nói chuyện với chị thôi, nhìn chị này. Đấy, không cần tập trung là mọi người đang nhìn mình là được, thoải mái lên nhá. Cứ thoải mái thôi, có ai bắt phải nhìn máy quay hay là nhìn mọi người đâu, đúng không? Đúng không? Nhìn chị khó chịu à? Nhìn chị run à? Nào, thế thì thoải mái thôi, nói chuyện với chị. Nào, gu của em như thế nào? Em không có gu nhất định đâu ạ. Không có gu cũng nghĩa là ai cũng được hả? Ý là kiểu... Thế cao có thích không? Cao hơn em chứ đừng cao quá. Chẳng có thích không? Đẹp trai thích không? Cái tất nhiên là... Đây, em không có gu nhưng mà bảo là cao to đẹp trai là vẫn thích. Sao? Thế chị cứ tìm một người nào đấy nhá, bất kỳ nhá. Nhá, bây giờ em không nói gu ra, chị tìm một người nào đấy bất kỳ nhá. Ok, có em muốn ghép đôi em bé này không ạ? Ui, nhỏ nhỏ xinh xinh. Vây tay thì đi vào nào. Làm sao đàn ông là đang gì mà cứ đứng vây tay thế này, tôi không đi vào. Giờ còn ai nữa không ạ? Ai giơ tay thì đi vào ạ? Nào ai giơ tay thì đi vào ạ? Phải sắp vào cô ạ. Để em nhìn đi, em nhìn mọi người đi. Em nhìn thử xem em có đối tượng nào em thích thì em bảo chị. Còn ai ghép đôi bé này không ạ? Nào có thích bé này không? Đi vào. Mở đi. Ủa bạn ơi, đừng đẩy tao. Em vào được không? Ôi giời ơi. Kéo. Có bạn nào thích bé này không? Ở đây có ai thích không? Không có bạn nam nào ạ? Trời. Ủa alo. Thích thì đi vào, đừng vây tay. Wow. Đúng khét đấy nè. Em. Người quen à? Đi vào không? Đi vào. Chị thấy là bé anh khá hợp với em đấy, đó không? Ôi trời ơi. Theo cặp đi học trời. Nào bây giờ em giới thiệu ôi. Hôm nay là có 1, 2, 3, 6 chàng trai đi vào với em luôn ấy. Em giới thiệu tên tuổi các thứ của em cho mọi người biết nào. Nào, giới thiệu lại một lần nhá. Bằng cái mic này đi. Vâng, em tên Thanh. Nhìn mọi người, nhìn mọi người. Đấy. Em tên Thanh 24 ạ. Em hiện tại đang ở Hải Phòng ạ. Vâng. Rồi, xin chào mọi người. Hello. Chào mọi người. Em ơi, một cô bé mà có 6 chàng trai đi vào này thì cháu không biết chọn ai. Bây giờ nhá, chị sẽ đưa mic cho tất cả chàng trai để họ có thể giới thiệu và em có thể biết qua thông tin của họ. Nếu mà em cảm thấy thích đối tượng nào, em muốn ghép đôi với đối tượng nào thì sẽ chọn một bạn trong số 6 bạn này để ghép đôi nhá. Em giới thiệu lại cho mọi người biết em tên tuổi như nào nào. Xin mời. Nói là vào loa. Mày nói như... Ừ, mày nói rồi đấy, mày nói vào loa. Ừ, em nói mic rồi. Mày nói loa, bạn mới nghe được. Dạ loan. Rồi. Em tên là? Em tên là Việt Anh, 2004 ở Hà Nội. Ôi, bằng tuổi. Bằng tuổi luôn. Vâng. Thế sao lại dừng em? Đang giới thiệu cho bé đấy. Tớ. Kìa, nói lại nào. Chào cậu. Chào cậu. Tớ là Việt Anh, sinh năm 2004 ở Hà Nội. Tớ vừa ghép đôi một lần nhưng toang rồi. Thì giống nhau mà. Chỉ có mối quan hệ mờ mờ với ai không ạ? Chị xin lỗi nhá. Xin lỗi vì những lời hứa. Xin lỗi vì yêu đơn thương. Xin lỗi vì những chẳng thể. Đến cái mong khi trời đó mưa. Mẹ chưa cùng ghép đôi mà toang rồi. Yeah. Là hai đứa có duyên đấy. Đúng. Rồi xin mời người kế tiếp ạ. Chào bạn ạ, mình là Tuấn. Mình 2K2, mình đến từ Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh, vâng. Ok bạn. Đây. Chào em, anh thì là Đông Đô, anh sinh năm 98 đến từ Hà Tĩnh. Hai đứa là bạn bè với nhau à? Đúng không? Không ạ. Không quen biết nhau. Mà hai đứa đứng sát nhau luôn cùng Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh là số bao nhiêu nhỉ?
38 chào em nhá. À 38 chào em nhá. Ok ok. Xin chào mọi người, anh chào em nhá. Anh tên là Khánh, 97, anh sống tại Hà Nội. Giao gì đấy? Có cái lời nào khác ngoài cái giới thiệu đấy không? Mọi người nhạt nhau quá. Xin mời ạ. Xin chào bạn, mình tên là Bảo, mình đến từ Hưng Yên ạ. Mình xin 204 ạ. À bằng tuổi, lại bằng tuổi à? Chào Hưng Yên nhá. Xin mời. Chào cô gái tóc đỏ, anh tên là Tuyến, anh sinh năm 2000 đây ở Hà Nội. Rồi, cảm ơn mọi người. Và bây giờ không biết là em đã có quyết định để chọn ra một bạn ở ghép đôi với em không? Đã có quyết định chưa? Em có quyết định rồi ạ. Quyết định rồi à? Thế bây giờ nhá, xin phép mọi người quay mặt về nào, quay lưng lại nào. Các bạn đang xem kết quả xổ số miền Bắc được chúng tôi cập nhật chiều ngày hôm nay. Chúc bạn đang xem xổ số miền Bắc của mình tại Hải Phòng ngày hôm nay may mắn. Lần sau nhá, về mặc áo này có khi là có người yêu. Vâng. Áo à? Đúng ạ. Vừa luôn mà đúng không? Vừa. Ta mặc lần sau chương trình chắc là mình có đôi luôn đúng không? Đúng rồi. Được đấy nhở? Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Mình rất là cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho mình, và mặc dù là hôm nay có vẻ là không được hợp với bạn nữ quá, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đàn ông thì cứ nên mạnh dạn lên, không có gì cả, kiểu gì có người yêu thôi. Quá chuẩn luôn. Mà không có người yêu vẫn được cầm quà mang về mà đúng không? Đấy. Đây cảm ơn bạn rất nhiều bởi vì đã mạnh dạn đi vào để đăng ký, nhưng mà rất tiếc là bạn nữ không chọn bạn. Nhưng mà tôi không sao, có quà mang về mà đúng không? Rồi phần quà của 360 vô thi này. Đó xem. Mong là mặc áo có người yêu nhá. Em cảm ơn chương trình đã tặng em cái áo này thì đúng đẹp như hôm nay luôn, không được bạn nữ chọn. Còn một phần quà cuối cùng, cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Bạn nữ không chọn nhưng mà đấy không phải là tôi không muốn đâu. Nếu mà có thể thì lần sau tôi sẽ ghép đôi cho bạn, được không? Không muốn có người yêu không? Không, bây giờ thất vọng rồi. Thất vọng rồi. Em cảm thấy rất là vui khi chỉ mới đăng ký tham gia mà đã nhận được quà. Em xin chúc chương trình là ngày một phát triển mạnh hơn, tổ chức nhiều chương trình hơn để cho các bạn FA thoát khỏi kiếp FA, để cho Việt Nam phát triển dân số mạnh hơn. Xong trận đất. Rồi cảm ơn anh rất nhiều nhá. Cảm ơn nhá. Nào. Mày đứng đi, ta đứng gần vào đây xem nào. Nhỏ 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 tích nhỏ. Nào hai đứa giới thiệu với nhau đi. Vừa lúc nay giới thiệu qua thì chắc là cũng chỉ nghe được lúc đấy thôi đúng không? Chị biết là em sẽ không nhớ mà bạn tên gì em biết không? Việt Anh ạ. À Việt Anh à? Thế Việt Anh biết bạn tên gì không? Hồi Toàn. Che rồi, đăng ký ghép đôi nhưng mà không biết bạn nữ tên gì. Bạn nói nhỏ quá em nghe thấy. Bây giờ em hỏi lại nào. Đấy, giới thiệu lại nào. Xin cậu tớ nhở chị nhở? Anh nghe mà là cậu tớ thì kệ cậu. Nào cậu nói đi ạ. Cậu tên gì ạ? Tớ tên Thanh ạ. Hả? Tớ tên Thanh. Thanh ạ? Tên là Thanh. Thôi thế thôi em biết rồi. Ôi trời ơi, khó hiểu quá. Tao lấy mày. Thằng này lắm trò nhở. Giới thiệu tiếp. Nói lại đi, giới thiệu từ đầu. Ok. Tớ tên Việt Anh, sinh năm 2004 ở Hà Nội. Khó hiểu. Tớ tên Thanh, 24, hiện tại tớ đang ở Hải Phòng ấy. Đôi khi mình không biết là mình đang đứng đây để làm gì. Nếu cầm mic nói chuyện với nhau được thì càng tốt, thì không được. Tớ đứng hơi lệch ra đây một tí nào bé ơi. Rồi. Ôi chị. Hết tớ bí văn rồi đúng không? Bí thì lại trả lời chị đúng không? Rồi bây giờ em hỏi qua là tại sao bạn chọn mình đi. Tại sao mà giữa 6 chàng trai mà Lý chọn mình đúng không? Em hỏi đi. Tại sao bạn chọn tớ?
Em hỏi rất là hay đó. Là tại sao nào? Đây chị cầm cho nào. Nói chuyện với bạn ấy. Tớ thấy cậu cũng khá hợp với tớ ấy. Đúng. Khá hợp. Mà nhìn hai đứa này nhá, rất là có một cái nét gì đấy rất giống nhau nhá. Tôi không biết làm sao nhưng mà không, chắc không phải anh em rồi. Không phải anh em rồi. Anh em sao bằng tuổi như thế được. Rồi. Thì hỏi lý do là mỗi phù hợp thôi đúng không? Thế tại sao em không hỏi lại là thế tại sao bạn vào bạn đăng ký ghép đôi với tớ? Đúng không? Tại sao bạn vào đăng ký ghép đôi với tớ ấy? Tớ thấy cậu khá phù hợp. Phù hợp như thế nào? Cậu rất xinh, với cả chiều cao khá hợp với tớ. Sao mày khá? Quá tuyệt vời. Cậu rất xinh với cả chiều cao khá hợp với tớ. Em thích những bạn kiểu tầm này đúng không? Vâng. Mà bạn lại thích những người cao tầm này đúng không? Vâng. Đúng rồi, thế tôi giới thiệu tiếp đi nào. Gu đi. Ở đây đang nói về chiều cao rồi, thôi cho em nói trước đấy. Gu bạn gái của em là kiểu như thế nào? Kiểu như bạn ý. Như bạn đấy à? Thế à, như bạn đấy luôn à? Tên gu của em như nào? Gu em cũng khá giống như cả. À, hai cái đứa này kiểu mới hỏi qua một vài câu thôi nhưng mà thấy là có cái sự gì đấy ở đây rồi nha. Nhìn mặt nhau một cái nào, sao từ nay giờ cứ né tránh ánh mắt thế? Nào đứng gần vào đây một tí, nó hơi lệch ra đây một chút thôi. Rồi. Ừ, gọi là lệch nhau một chút thôi. Đứng gần nữa thì càng tốt ạ. Đứng lấp luôn cái mặt của MC cũng được, không sao. Rồi, lần đầu gặp nhau tả tính gái nhở? Em á, à, em hết tính rồi. Thôi, mày đừng có bốc quét. Đã nói được câu nào đâu mà bỏ hết tính. Bây giờ đứng trước một cô gái xinh cô tay như này, không có một câu nào tính á? Khó quá. Khó. Khó lại phạt đây. Em còn nhớ luật chơi của chị đúng không? Ừ, không thả tính được thì sẽ bị phạt. Nào. Em suy nghĩ tí. Em suy nghĩ nhá, trong cái thời gian em suy nghĩ thì chị sẽ hỏi bạn nữ. Okay. Em. Ok. Bây giờ thì đứng trước một chàng trai như này em thả thính người ta đi xem nào. Em không biết thính á? Nhưng mà nếu mà bây giờ không thính được là bị phạt đấy. Chị phạt không? Em chấp nhận phạt. Em chấp nhận phạt. Ok. Chấp nhận nhá. Rồi nhá, là em ra chưa? Để em bắn thính không? Ăn đù. Vã hay cả đái. Rồi em bắn đi ạ. Rồi bắn đi. Gọi bạn là một cơn mưa. Thôi. Vì tớ đã lỡ say xưa mất rồi. Ôi, chết gì cất cất anh ơi. Còn nữa không em? Hết rồi. Thế rồi á? Vâng. Sao trông cảm giác rất là chiến nhưng mà nói được ra đúng hai câu. Rồi người làm người ta say xưa mất rồi. Để em đáp trả lại cái say xưa đấy bằng cái gì không? Bằng hình phạt ạ. Tôi vừa mới chợt nhận ra là bạn ấy bảo là bạn ấy không thả thính được và bạn chấp nhận mọi hình phạt. Đúng. Mà như luật của Dương Thị Bi đó chính là nếu mà không thả thính được có hai option cho em. Một là hôn một chỗ nhưng lâu. Và tất nhiên là cái chỗ đấy là tôi yêu cầu rồi. Điều thứ hai, option thứ hai đó chính là hôn và năm chỗ bất kỳ trên cơ thể của nó. Trên cơ thể của bạn này. Và phải hở ra. Rồi em chọn option nào? Em chọn hôn một chỗ nhưng mà lâu ạ. À? Em... không có nhưng. Không có nhưng. Nhưng mà em chỉ là hôn chỗ nào cũng được đúng không? Chị vừa mới nói xong là phải theo ý của chị. Phải theo cái chỗ mà chị sẽ chỉ. Nào, thế chọn 5 chỗ hay là 1 nào? Thế 5 chỗ ạ? Thế 5 chỗ nhá. Ok, 5 chỗ đi. 5 chỗ của em bắt đầu, 5 chỗ khác nhau. Xin mời, bắt đầu. Nào, ngại thế á. Bây giờ em kéo tay người ta vào hay là em đi vào em để người ta... Rồi. Nào xin mời. 1 2. Ôm cái. 3. 4. Còn một chỗ nữa. Không, tay nữa. Hết tay rồi, không có chỗ tay. Quay ra đây. Ê, nó hôn nhỏ xinh cực. Thế em cảm thấy sao? Hơi ngại. Ngại cái gì? Lần đầu được bạn gái hôn. Lại lần đầu. Lần trước cũng là lần đầu, lần này cũng là lần đầu. Mày đừng có bốc quét. Ôi, sao
nói nhiều lần đầu thế ạ? Lần đầu được hôn nhiều chỗ. À, lần đầu được hôn nhiều chỗ ạ? Thế bình thường là chỉ được hôn một chỗ thôi ạ? À, hôm nay là lần đầu của ngày hôm nay đúng không? Và lần đầu của bạn này, đúng không? Rồi đứng gần vào đây nào. Sao? Cảm giác dao bớt run chưa? Chưa bớt run, nó tay đâu? Tay để làm gì? Rồi, cầm tay nhau cả nào. Cầm tay nhau cả nào. Tao tao vỗ cái đầu mày luôn, tao ký đầu mày luôn á. Nào, cầm tay. Dối thật sự luôn. Rồi, cầm tay nhau thì làm gì nhỉ? Người ta đã hôn 5 cái, mình phải đáp trả lại một cái đi. 5 tay rồi, nào gần lại nào. Hôn đâu cũng được đúng không? Đúng rồi. Nào, chuẩn bị luôn, từ nay giờ luôn, luôn sẵn sàng. Ê, em có thấy là nó hôn ở vị trí trên gương mặt của em rất là nhiều, em trả lại đúng một cái hôn tay. Thôi. Cái đàn ông gì thế? Rồi, đã tính xong rồi nhở? Rồi, đến thử thách nhá. Em có tự tin vào thể lực của em nhở? Không biết là chị đã hỏi câu này của em với em chưa, nhưng mà chị quên rồi. Em yếu lắm. Em yếu á? Lúc nào cũng yếu á? Vâng. Xạo chó, xạo chó. Thật á? Sao lại bây giờ đi tán gái? Chị hỏi câu đấy em không khẳng định được là em khỏe quá thì thôi. Bây giờ em bảo em yếu như này. Kiểu gì? Em, người ta yếu em có chấp nhận được không? Chưa gì đã phải yếu rồi, làm sao mà bế hay làm gì được? Đúng không? Yếu cái gì? Chưa gì đã bảo yếu rồi. Em tạm ổn thôi. Tạm ổn là bao nhiêu phần trăm? 50. Thế thử luôn nhá, để xem cái 50% đấy em xả được đến mức độ nào. Đã, xin mời. Xin mời. Nói nhiều thế à? Chứ phải tôi đánh cân bảo bạn ấy nhảy lên. Đây bế, đây ôm như này. Rồi, giang hai chân ra. Rồi. Chúng khét đấy nhờ. Đẹp quá. Tuyệt vời. Nào xin mời. Bế nhẹ mà đúng không? Một. Rồi lại còn bảo là không được đâu. À, khi được bạn ấy bế như thế thấy em cười tít cả mắt lại mà. Cảm thấy sợ ngã. Em sợ ngã? Em có ngã chưa? Chưa ngã cái nào đúng không? Vâng. Đây, em phải tự tin vào bạn chứ. Tại vì ngay từ đầu em nói em yếu đấy, làm người ta bị hoang mang, người ta tưởng em yếu thật. Sao? Lần đầu được ôm gái như thế này thì cảm thấy thế nào? Hơi run. Run lắm. Bây giờ vẫn run á? Mày run giả vờ à? Ta chả thấy run thế nào cả. Từ nãy giờ tự tin như này bảo run. Lúc bế hơi run, bây giờ đỡ rồi. Đỡ rồi à? Hay bế phát nữa nhá. Ê, thôi, hiểu thì chị cứ bắt bế. Chị thích bế, em thích bế không? Bình thường mà có người yêu thì em có thích được bế không? Có ạ. Đấy, kiểu là anh ơi bế em. Em cầm mét bao nhiêu nhỉ? Em á? Ừ. Hình như là mét 75 hay sao? 75, còn em? Em cao hơn. Rồi, với bạn đi. Em cầm, em cũng chưa rõ nữa nhưng mà em chắc em đoán là tầm dưới 1m50 à? Dưới 1m50, cụ thể hơn là đợt trước thì thấy có phỏng vấn thì chắc là 1m47. Rồi, chị thấy chiều cao như thế này cũng khá là hợp lý để cho hôn một cái. Làm thử động tác hôn xem như nào. Ôi trời ơi. Ví dụ, tương lai bạn này là người yêu của em thì em sẽ hôn bạn kiểu gì nếu mà đứng cùng nhau như này? Ok. Sao ngu thế hả? Rồi, nữ kiếng lên một tí nào, nam cứ xuống nào. Hôn cái. Hôn cái đi. Có cái gì mà phải ngại nhỉ? Bây giờ muốn có người yêu không? Hơi. Bố bị nhọt với mày đấy à? Em có thấy bạn nữ cười em không? Từ nay giờ chị xa xả để chị gọi là tạo điều kiện cho em và bạn ấy ghép đôi với nhau. Mà chị hỏi em là em muốn có người yêu không? Em trả lời là hơi. Em trả lời là em có. Em làm lại cái dáng vừa nãy chị xem nào. Ôm nào. Rồi thì như thế nào? Ôm kia. Làm đi. Làm chậm thôi.
từ. Chị bảo này, bình thường mày hôn gái ấy, mày hôn người yêu mày ấy, cụ thể là người yêu mày, thế mày hôn xong một cái là mày đẩy luôn ra, mày cũng không có một cái hành động gì kiểu như thế nào à? Mày hôn vắt là mày đẩy luôn ra. Ủa alo, sao là sao đây? Ngại à? Ngại. Ngại như thế à? Ồ, sao được hôn thế thế nào bé? Cười. Mình sẽ đến với một trò chơi đi, vừa mới là thử thách và bây giờ có một trò chơi nho nhỏ này. Nào, trên tay tôi đang là những cái miếng sticker rất là xinh xinh. Và tất nhiên là miếng này nó phải được dán trên một vị trí nào đấy rồi. Chị em có nhìn thấy không ạ? Nó gọi là cái phần nào hở ra chị sẽ dán phần đấy. Và chị có một cái yêu cầu trong trò chơi này, đó chính là em không dùng tay để em lột nó ra, mà em dùng miệng, đôi môi của em để lột được những cái tấm này ra. Nếu mà lột hết được thì được thưởng, còn nếu mà không lột hết thì bị phạt. Ok. Nhá, bây giờ bắt đầu đây, chị dán đây. Bé nhá. Vâng. Một cái thôi chị em. Không, không. Bây giờ ta dán bao nhiêu ta lại phải hỏi mày đó. Chà. Đúng không? Nào. Cái đằng sau đi đấy. Uầy. Đây là vừa luôn. Quá tuyệt vời. Tôi đã vừa mới tha thu cho em ấy một vài hình ở trên người. Và bây giờ nhiệm vụ của em đó chính là tháo những cái tha thu nó giả giả ra để thay vào những cái tha thu nó thật thật. Đúng không ạ? Rồi, bắt đầu đi ạ. Cái nó phải có cái khó chứ. Rồi. Một phát. Dán luôn vào tay em đi. Tí nữa chị đếm. Ừ. Cái này dán khít thế. Không khít, vẫn hở mà. Ôi, hai cái. Phải hết nha. Ôi, ba cái. Súng à? Súng đấy. Nào, con cái. Ok. Còn 2 giây nữa thôi đấy. Rồi ok, còn một cái cuối cùng. Từ từ em ạ. Rồi tầm tay một cái đi. Rồi bây giờ trước khi đến với quyết định thì hai đứa có muốn hỏi thêm với nhau câu gì nữa không ạ? Bạn ở đâu Hà Nội ạ? Tớ ở Thanh Oai. Em ở đâu? Em ở Hà Đông ạ. Em ở Hà Đông à? Hà Đông gần. Gần mà đúng không? Đúng. Rồi đúng. Em có cái gì hỏi không? Sâu hơn đi. Em hết rồi. Kiểu gì? Bạn đã bao giờ yêu người bằng tuổi chưa? Mình yêu rồi. Chị được bao lâu? Được 1.5 năm ạ. 1.5 năm à? Thế bây giờ hơn như thế được không? Thế bây giờ hơn như thế được không? Được. Được à? Bạn thấy tớ thế nào? Cũng khá là hợp gu mình. Khá là hợp gu nhá. Rồi nhá. Cậu thấy tớ như thế nào? Tớ thấy bạn khá xinh. Khá hợp gu của tớ. Vô tay. Thế á? Vâng. Gu em như nào? Gu em kiểu thấp bé, nhỏ nhắn xinh xắn. Nhỏ nhắn xinh xắn. À vâng. Chấm hết. Vâng. Thế thôi. Thế là không còn câu hỏi gì cho nhau nữa đúng không? Vâng. Kết luôn nhá. Rồi. Và bỏ tay ra. Ừ. Và bây giờ thì điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Mình sẽ đến cái gọi là cái giai đoạn cuối cùng. Vâng. Là cái giai đoạn mà các bạn quay lưng lại với nhau. Mình sẽ cho 5 giây để suy nghĩ xem có muốn tiến triển cái mối quan hệ này từ hai người xa lạ trở nên thân thiết hơn. 5 giây bắt đầu. Nào quay lưng lại nào. Các bạn đang xem kết quả trò chơi miền Bắc được chúng tôi cập nhật chiều ngày hôm nay. Chúc bạn đang xem trò chơi miền Bắc của mình tại Hải Phòng ngày hôm nay may mắn. Không thể tin nổi.
sẵn sàng. Em chưa sẵn sàng á? Mình chỉ là cho nhau một mối quan hệ để tìm hiểu thôi mà, làm quen nhau thôi mà. Sao lại phải khó thế? Đúng không? Thật ra là cái chương trình này có thể tạo cơ hội để cho hai bạn có thời gian, thời điểm để tìm hiểu nhau. Có thể là một mối quan hệ mới chứ không có nghĩa nhất thiết phải là người yêu luôn. Hiểu không? Chả nhẽ em cũng không muốn làm bạn luôn hả? Em nào bây giờ cho nhau một cơ hội làm bạn thì chị cho quay lại được không? Chị cho ấy lại nhá. Cho quay lại nhá. Bây giờ nhá. Lại này. Cái lần nãy là lần nháp, bây giờ mình quay lại nhá. Tắm hai lần trên một dòng sông chị ạ. Vãi cả đái thật. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông ạ. Ý kiến gì nào? Em là theo anh em là những anh bạn kia bạn đi ra ngoài rồi, bởi em là phần con trai phải giữ cái thể diện của đàn ông. Vâng. Được. Hảo án. Hảo án. Chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Nào quay lại nào. Bắt tay đi. Ừ, bắt tay đi. Bắt tay với nhau chị nói tiếp. Bắt tay với nhau này. Bắt tay. Ừ, để cho nó thoải mái. Đây là một cái gọi là một cái game show mà mình đến đây để mình giao lưu và mình vui vẻ thôi. Thế nên là cái mặt nào đừng có căng thẳng như thế, chị buồn. Vừa hôm nay cầm tay hôn hít đủ kiểu. Bây giờ bảo cái bắt tay bình thường cũng làm được. Nào, bắt tay một cái tử tế hơn nào. Rồi. Và đây là phần thưởng cho cái sự cố gắng từ nay đến bây giờ. Và về nhà nhớ là xin Facebook nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Nếu mà chị hy vọng là hai đứa có thể đến với nhau bởi vì nhìn rất là đẹp. Thật, không đùa. Đây, tặng em món quà đến từ nhà tài trợ 360 Boti. Rồi, còn đây của em. Vâng, em cảm ơn ạ. Cảm ơn cái gì? Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn vì điều gì? Vì đã tặng quà cho em và cho em tham gia chương trình ạ. Gì nữa không? Không ạ. Ok, cảm ơn em bạn. Không, thì cứ dắt tay người ta ra đi. Bạn bè dắt tay ngại lắm. À, có dắt được không ạ? Có dắt được không ạ? Chào các bạn, hẹn với các bạn vào trong số sau nhá. Vãi cả đái. Còn số sau với mày nữa. Cái thằng này tham lam. Rồi dắt đi ra đi nào. Và cuối cùng các bạn đừng quên like, share và subscribe cho SBX Entertainment. À, cảm ơn nhà tài trợ 360 Boutique đã gửi đến những phần quà hết sức ý nghĩa dành cho các cặp đôi ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem. Bye bye. Hẹn gặp lại. Bye.